Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Chris, mình đến từ Kiếm Tiền Center. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta cài nhiều website WordPress hoặc là subdomain trên cùng một VPS. Trước khi mình đi vào chi tiết video này, nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của Kiếm Tiền Center thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký, subscribe kênh youtube của kiếm tiền center ngay bên dưới video này để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới về các hướng dẫn liên quan tới digital marketing giúp cho mọi người có thể kiếm tiền online kinh doanh online một cách hiệu quả nhất ha rồi bây giờ thì để cài nhiều website wordpress hoặc là sub trên cùng một vps thì đầu tiên chúng ta sẽ đi mua vps trước các bạn có thể vào trong trang là kiếm tiền center com suy hd đây hai trang này rồi khi mọi người vào đây mọi người sẽ có thể nhấp chọn cái phần VBS này ở đây thì mình sẽ liên tục tổng hợp những cái chương trình khuyến mãi những cái cúp bông giúp cho mọi người có thể mua VBS một cách rẻ nhất có thể ha thì hiện tại ở thời điểm này voucher đang có khuyến mãi nhân đôi tài khoản tức là các bạn nạp tiền vào các bạn xài thì các bạn nạp bao nhiêu các bạn sẽ được nhân đôi lên ví dụ chúng ta nạp vào 20 đô thì chúng ta sẽ được tặng thêm 20 đô tổng cộng chúng ta sẽ có 40 đô số tiền tối đa mà chúng ta có thể nạp vào là 100 đô ha nếu nạp 100 đô vào thì chúng ta sẽ được tặng thêm 100 đô nữa. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 200 đô. Rồi mọi người có thể ấn vào cái nút là lấy mã giảm giá đây. Hiện tại thì cái này không cần mã giảm giá ha, các bạn chỉ cần ấn cái link ở đây. Rồi chúng ta đến trang khuyến mãi là được. Đây ha. Để tạo tài khoản mới thì mọi người nhập email và đặt password, ấn create account vào và chúng ta nạp tiền vào là được. Voucher sẽ tự động tặng thêm tiền cho chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta đã vào trong tài khoản rồi thì mọi người sẽ có thể chọn cái phần server ở đây ha sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành thuê một cái VPS mới trên voucher bằng cách là chúng ta sẽ ấn dấu cộng ở đây server thì nếu mà làm website ở Việt Nam thì các bạn nên chọn ở châu Á ví dụ như là mình chọn ở Singapore rồi server type thì các bạn sẽ chọn là 64 bit OS này chúng ta sẽ chọn là CNOS tiếp theo là server size thì các bạn sẽ chọn tùy theo website của chúng ta tùy theo nhu cầu sử dụng ở đây mình đang làm video demo cho mọi người nên mình sẽ chọn gói 5 đô này thôi. Còn các bạn thì mình khuyên là chúng ta nên bắt đầu từ gói 10 đô để chúng ta có được một CPU rồi 2GB RAM để chúng ta có thể cài đặt nhiều website ở trên server chúng ta và những website đó có thể hoạt động ổn định nhất ha. Rồi sau khi chọn server size thì ở dưới đây, nếu mọi người muốn bật auto backup của voucher lên thì chúng ta sẽ chọn cái phần auto backup này để hệ thống tự động sao lưu dữ liệu trong server chúng ta thì chúng ta sẽ trả thêm tiền cho cái phần auto backup này rồi những cái này thì mọi người để mặc định thôi server Hostname label thì mọi người có thể đặt tên thôi đấy ví dụ như mình có thể đặt tên server demo như thế này rồi sau khi chọn hết rồi mọi người sẽ chọn nút là deploy now rồi hệ thống này installing ha coi như là server chúng ta đã hoàn tất cài đặt rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào để chúng ta xem thông tin server đây ha thì các bạn sẽ thấy đây là địa chỉ IP của server chúng ta bây giờ các bạn sẽ tiến hành bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ trở tên miền về cái IP này thì ở đây mình khuyến khích mọi người nên trở tên miền qua Cloudflare đây ha để chúng ta có thể tận dụng tính năng của Cloudflare giúp tăng tốc cho website của mình mình cũng đã có một video chi tiết hướng dẫn mọi người cách sử dụng Cloudflare rồi mọi người có thể vào video đó tham khảo ha ở đây thì mọi người chỉ cần tạo tài khoản trong Cloudflare thôi sau khi tạo tài khoản xong thì mọi người chỉ cần ấn nút là Assign ở đây thì chúng ta thêm một cái trang web mới rồi website này thì mình sẽ lấy cái tên miền của mình vào đây là tên miền của mình ha đấy chị em nhà mình com rồi mình ấn assign rồi sau đó thì mình sẽ ấn next để tiếp tục rồi ở đây thì mình sẽ chọn gói là free rồi ấn confirm plan rồi confirm rồi tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ thấy cái địa chỉ ip này ha tên miền mình đang chọn về địa chỉ ip này thì địa chỉ ip này là địa chỉ ip của cái hosting là GoDaddy. Bây giờ mình sẽ trỏ địa chỉ IP này về địa chỉ IP của server của Voucher là cái này. Đây copy rồi sang đây. Xóa cái này đi. Rồi dán cái mới vào. Đấy như vậy ha. Mình ấn continue ha. Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ lấy hai cái name server này của Cloudflare. Đây, chúng ta sang trang quản lý tên miền của chúng ta, chúng ta vào phần chỉnh sửa DNS đấy, chỉnh sửa name server. Sau đó thì chúng ta sẽ thay đổi name server đây. Rồi mình chọn tùy chỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ nhập name server của voucher vào một cái. Rồi tiếp theo copy. Rồi một cái nữa. Đấy, rồi mình ấn lưu lại. Nếu các bạn mua domain các bạn ở những nơi khác thì cũng làm tương tự thôi. Các bạn tìm chỗ cho phép chỉnh sửa DNS hoặc là chỉnh sửa name server thì chúng ta làm. Rồi xong rồi ha. Sau đó các bạn sang Cloudflare, chúng ta ấn continue. Rồi hệ thống đang cập nhật name server cho nên đang ở trạng thái là pending. Bây giờ mọi người đợi trong khoảng một chốc thì Cloudflare sau khi cập nhật name server xong thì chúng ta đã trở thành công. Rồi mình chỉ đợi một chút thôi, khoảng vài phút thì các bạn thấy trạng thái active rồi. Có nghĩa là mình đã trở thành công website của mình về VPS của Voucher thông qua Cloudflare. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ truy cập vào VPS của chúng ta thì các bạn có thể sử dụng phần mềm là Bitvise SSH client. Đây ha phần mềm này, mình sẽ để link download phần mềm này bên dưới phần mô tả video. Chúng ta download về chúng ta cài đặt thôi. Rồi ở đây thì mọi người sẽ thấy có chữ host thì các bạn sẽ lấy địa chỉ IP. Đây, rồi chúng ta cho sang đây. Đây các bạn lấy IP của server chúng ta, chúng ta thay qua phần host ha. Sau đó phần port này các bạn chỉnh lại là còn 22 như thế này. Rồi, username thì các bạn sẽ để là root ha. Vì username bên đây vẫn là root. Rồi sau đó chúng ta ấn login. Rồi ở đây chúng ta sẽ ấn là accept and save. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhập password vào. Password thì các bạn lấy ở đây, các bạn ấn copy. Rồi, sang đây chúng ta dán password vào. Rồi hai chúng ta ấn ok. Đây, chúng ta sẽ vào được trong VPS của mình. Ở cái phần này nếu như bạn đánh port là 22 mà không được thì các bạn thử đánh là 2222 và chúng ta đăng nhập lại vào thử nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ mở cửa sổ terminal console lên. Chúng ta chọn new terminal console ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt một câu lệnh để cài vào VPS SIM. VPS SIM là một tiện ích giúp chúng ta có thể cài đặt WordPress cũng như là tối ưu hệ điều hành CentOS của chúng ta. Đây các bạn sẽ lấy câu lệnh này ha. Mình sẽ để câu lệnh này bên dưới phần mô tả video này cũng như là các bạn có thể lấy câu lệnh trong bài viết của Kỹ Tiền Center ha. Đây mình copy. Rồi sau đó mình dán sang đây. Rồi sau đó thì mình ấn Enter ha. Đây giờ chúng ta sẽ đợi hệ thống tiến hành cài đặt VPS SIM. Rồi sau khi cài đặt xong các bạn sẽ thấy như thế này. Hệ thống sẽ hỏi chúng ta là chúng ta sẽ chọn một cài đặt VPS SIM cho VPS ngay bây giờ, hai là kiểm tra test VPS này thì các bạn có thể ấn hai để chúng ta kiểm tra test VPS nếu chúng ta muốn, còn không thôi thì các bạn ấn một để chúng ta tiến hành cài đặt ngay luôn. Rồi bây giờ mình ấn một. Rồi enter. Rồi chúng ta tiếp tục chờ đợi hệ thống cài đặt ha. Nhập PHP main admin port thì các bạn có thể nhập là 888. Rồi enter. Rồi, nhập địa chỉ email quản lý thì các bạn nhập địa chỉ email của chúng ta vào. Rồi enter. Nhập mật khẩu bảo vệ PHP MyAdmin admin. Các bạn nhập mật khẩu gồm 8 ký tự vào đây. Chỉ dùng ký tự chữ cái và chữ số thôi nhé. Rồi nhập mật khẩu xong các bạn nhấn enter. Tiếp theo các bạn sẽ nhập mật khẩu của root MySQL vào, rồi nhập xong chúng ta ấn enter tiếp tục. Rồi phiên bản MariaDB thì các bạn có thể chọn là một để chúng ta chọn MariaDB 10.3 ha. Rồi enter. Rồi chúng ta chờ đợi hệ thống cài đặt. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn version của Nginx thì các bạn có thể chọn một trong hai với bản mainline là bản cập nhật mới nhất của Nginx chúng ta sẽ cài đặt server lâu hơn và sau khi cài đặt thì chúng ta có thể thay đổi phiên bản còn bản stable là bản ổn định giúp chúng ta có thể cài đặt server một cách nhanh nhất rồi mình có thể chọn bản stable chọn số 2 ha rồi enter rồi ở đây thì các bạn sẽ xem lại thông tin server chúng ta rồi đồng ý cài đặt thì chúng ta sẽ nhấn một rồi enter đây hệ thống đang chuẩn bị cài đặt vbsc một server Chúng ta tiếp tục chờ đợi ha. Rồi, sau quá trình cài đặt thì các bạn sẽ thấy khi hiện lên thông báo là quá trình cài đặt server đã hoàn tất như thế này. Tức là chúng ta đã cài xong VPS SIM vào trong VPS của chúng ta rồi. Thì các bạn sẽ nhận được thông tin về đăng nhập link quản lý và username password của chúng ta. Để các bạn thấy ở đây ha. Các bạn có thể lưu thông tin này lại. Sau đó thì các bạn sẽ thấy server sẽ tự động khởi động lại ha. Bây giờ thì các bạn đã có thể truy cập vào trong VPS SIM của chúng ta rồi. Các bạn có thể mở cửa sổ Terminal Console mới lên. Đây mình chọn New Terminal Console ha Rồi mình có thể tắt cái này đi Rồi mình để cứ sổ Terminal Console mới thôi Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành gọi VPS SIM ra bằng câu lệnh như sau Các bạn gõ vào là VPS SIM Rồi các bạn Enter Rồi hệ thống sẽ hiện ra những lựa chọn cho chúng ta Thì bây giờ nếu chúng ta muốn cài đặt một website mới trong VPS của chúng ta Thì các bạn sẽ ấn số 1 thêm website code Mình chọn số 1 ha Rồi Enter rồi tiếp tục chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn khác nhau Thì ở đây chúng ta sẽ cài website WordPress Cho nên các bạn sẽ chọn lựa chọn số 3 Là thêm website WordPress Auto setup, tự động cài đặt ha Mình chọn số 3 Rồi mình Enter Rồi tiếp theo lựa chọn Cage Thì các bạn có thể chọn số 1 Chọn WP uh, server Cage luôn Rồi Enter Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái domain Tên miền mà chúng ta muốn cài WordPress vào Thì mình sẽ nhập tên miền của mình vào Chị em nhà mình com rồi enter rồi nhập tài khoản wordpress admin là tài khoản truy cập vào lớp admin ấy rồi mình nhập vào là admin rồi mật khẩu cho admin tối hiểu phải có 8 ký tự rồi nhập mật khẩu xong ha mình enter rồi nhập địa chỉ email của admin các bạn nhập địa chỉ email của chúng ta vào rồi enter rồi hệ thống đang chuẩn bị download và cài đặt wordpress ha giờ chúng ta sẽ chờ đợi rồi ha khi các bạn thấy thông báo là thêm địa chỉ website chúng ta và cài đặt WordPress thành công như thế này đấy thêm chị em nhà mình chúng và cài đặt WordPress thành công có nghĩa là chúng ta đã hoàn tất cài đặt WordPress cho trang chúng ta rồi. Các bạn có thể truy cập vào trong thư mục gốc của trang WordPress chúng ta theo đường dẫn như thế này. Ha, bây giờ chúng ta sẽ mở lại Bitfile lên. Rồi các bạn có thể truy cập vào ở đây là home. Rồi mình enter. Rồi ở đây thì mình sẽ vào trong cái phần là DB info này để mình lấy thông tin của database. Đây mình nhấp vào đây ha. Rồi đây các bạn sẽ thấy đây là thông tin của database. Đây ha, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó là chúng ta vào trong file wp-config, thì chúng ta sẽ nhấp chọn website chúng ta. Rồi, mình sẽ chọn là public.html. Rồi, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh sửa file wp-config cho giống với lại dữ liệu trên file database mà chúng ta vừa mở lên ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp chụp phải, rồi chọn, mình chọn edit with rồi mình sẽ mở một cái phần mềm lên thì mình có thể mở bằng Notepad cộng cộng hoặc là Sublime Text 3 các bạn cài phần mềm vào máy tính chúng ta ha mình có thể mở ở đây đây chọn Notepad cộng cộng rồi ok rồi đây ha bây giờ mình sẽ chỉnh thông tin trong database giống với lại thông tin database mà mình vừa lấy đây database name là cái này đây ở đây thì mình thấy thông tin về database name rồi database user cũng như là password đã giống với trong đây rồi cho nên mình sẽ không chỉnh sửa nữa nếu như các bạn thấy khác thì chúng ta cần phải chỉnh sửa nội dung trong file wp-config là bao gồm database name, nè, database user và database password giống với lại cái file này. Sau khi chỉnh sửa xong rồi thì các bạn sẽ ấn lưu lại. Chúng ta chọn save, rồi lưu lại. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tắt đi. Rồi tới đây thì các bạn đã có thể truy cập vào website của chúng ta rồi ha. Mình sẽ vào thử. Đây, chị em nhà mình .com. Mình enter nhé. Đây các bạn sẽ thấy ha. Website mình đã được truy cập rồi. Bây giờ mình sẽ vào trang quản trị wp Admin. Rồi Enter. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thông tin lúc mà mình cài WordPress để mình đăng nhập vào đây. Rồi Enter. Đây các bạn sẽ thấy, mình đã vào được trang WP Admin của website mình rồi. Như vậy là mình đã cài đặt WordPress cho website của mình trên VPS, sử dụng VPS SIM thành công. Sau này mỗi lần mà các bạn muốn cài thêm website nào đó trong VPS thì các bạn làm lại thao tác cũ như mình hướng dẫn lúc đầu là được. Bạn cứ mở Terminal Console lên rồi gọi VPS SIM ra sau đó thì chúng ta thêm website vào rồi cài từng bước từng bước là được. Lưu ý là chúng ta cần phải chọn tên miền chúng ta về IP của VPS các bạn nhé. Rồi ví dụ như là bây giờ mình muốn cài một cái subdomain là shop.chị em nhà mình.com một cái trang wordpress Re để mình bán hàng trên đó ha. Cho trang của mình thì mình có thể tạo một cái subdomain ở trong Cloudflare như sau. Mình sẽ vào trong phần DNS. Nếu mà các bạn chọn tên miền của chúng ta qua Cloudflare thì chúng ta sẽ làm như thế này. Còn nếu như mọi người không trỏ qua Cloudflare thì chúng ta sẽ vào cái phần quản lý name server của dịch vụ cung cấp domain chúng ta chúng ta làm ha. Rồi trong đây các bạn sẽ tạo một cái bản ghi mới là A như thế này. Rồi name thì các bạn sẽ ghi là shop. Đấy là shop chị em nhà mình com Thì ở đây các bạn sẽ ghi shop. Còn nếu như cái subdomain khác thì các bạn sẽ ghi ở đây ha. Rồi địa chỉ IP thì chúng ta vẫn lấy địa chỉ IP của server trong voucher của chúng ta. Đây mình copy. Rồi dán vào đây. Rồi sau đó mình ấn add record ha. Rồi sau khi chở subdomain về voucher rồi mình cũng làm bình thường thôi. Mình mở terminal console lên. Đây ha. Rồi mình gọi VPS sim ra. Enter. Rồi chọn một thêm website và code. Rồi enter. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn số 3 thêm website WordPress auto setup. Enter. Chọn WP supercat Số 1 ha, enter. Rồi nhập domain shop chị em nhà mình com rồi enter rồi nhập tài khoản của press admin rồi đặt tên admin ha rồi nhập mật khẩu rồi enter rồi nhập địa chỉ email của admin enter rồi hệ thống đang chuẩn bị download và cài đặt của press ha chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi rồi khi hiện ra thông báo là thêm shop chị em nhà mình com và cài đặt của press thành công có nghĩa là chúng ta đã cài đặt xong rồi Mọi người có thể truy cập vào trang WordPress của chúng ta được rồi ha. Enter. Đây các bạn sẽ thấy ha? trang shop chị em nhà mình com đã được mình cài đặt thành công. Rất là nhanh thôi, chỉ trong vòng 5 phút là các bạn có thể cài đặt thêm một cái subdomain mới trong VPS của chúng ta. Cài trang web khác thì các bạn cũng làm tương tự thôi ha. Rồi mình vào trong thư mục home thì các bạn sẽ thấy có folder của website shop chị nhà mình com rồi ha. Đấy ha, các bạn có thể vào trong cái file là dbinfo.txt để chúng ta lấy thông tin của database trong trường hợp nếu như thông tin trong file wp-config khác với lại thông tin mà database này chúng ta lấy được thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại là chúng ta đã có thể vào được website rồi ha rồi ha, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để chúng ta có thể cài nhiều website WordPress hoặc là subdomain trên cùng một VPS. Chúc cho mọi người sẽ thực hiện thành công. Nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất và đừng quên đăng ký kênh youtube của Kiếm Tiền Center để nhận được những hướng dẫn mới nhất từ Kiếm Tiền Center nhé tạm biệt tất cả mọi người